Tụi Linh đang đứng sắp hàng để chụp hình với ông già Noel. Lâu lắm rồi Linh, hình như từ đó tới giờ đâu có chụp hình với ông già Noel đâu ta. Qua đây ông ngồi sẵn như vậy cho mình chụp thôi. Chào các nhà đã trở lại kênh Let's Where Fly của Linh. Linh đang ở nước Đức và ở một cái thành phố Oberhausen. Đây là nơi mà tụi Linh đi cái chợ Giáng sinh ở Đức. Rất là đông người và có nhiều cái nói chung là cái chỗ này Linh mới đi thôi, cho nên Linh cũng không biết nó như thế nào. Linh sẽ cùng cho mọi người xem ở đây có những mặt hàng gì nhé. Mọi người ơi, nếu mà thích thì hãy like, subscribe và share cái clip của Linh nhé. Cảm ơn tất cả nhà rất là nhiều. Ở đây thì họ có những ngôi nhà bằng gỗ và họ có thật là nhiều mặt hàng này cả nhà. Những cái mặt hàng như thế này thường là chỉ có trong dịp Giáng sinh thôi. Wow, ở đây họ bán đồ ăn gì đây? À, khoai tây chiên. Mình mới vừa ăn trên xe bus rồi thì mình không ăn, tại vì rất là no. Wow, Linh đi quay sơ sơ ở ngoài cho mọi người xem nhé. Tại vì ở trong thì có nhạc đó cả nhà, cho nên mệt lắm. Chỗ này không có nhạc mừng quá, mình vào đi coi cho mọi người xem. Họ có cái mấy mặt hàng như vậy nè. Mình đem về mình mua về tặng quà cho Giáng sinh cũng mắc các cái này hả, gần 9 đồng một cái cây thông như vậy. Ở đây mình thấy có những cái món đồ lạ ghê á, Linh sẽ mua một vài món để làm quà Giáng sinh cho gia đình và cho thầy dạy học của Linh nha. Cái này dễ thương quá nè, xinh ghê không? Mấy món quà như vậy là cái nhà mình mua về mình dễ đẹp, mình dễ cất nữa. 12 đồng rưỡi, 1 ngôi sao thì mới 13 đồng chứ. Ở bên Đức á, thì thường là có những cái mặt hàng rất là hay ho, là những mặt hàng như vậy nè, nó đặc trưng của Đức hơn là ở bên Hà Lan nha cả nhà. Wow, cái nhà dễ thương quá. Hồi mắt quá. Cái này không mắc chứ Linh nói sai. Nói chung là nhìn nó đơn giản mà nó dễ thương dễ làm. Linh chấm cái ngôi nhà rồi nhưng mà Linh không biết là Linh có mua hay không, là bởi vì sợ mình đem về nó còng cờn. Mình đi một vòng nữa ha, để mình coi chỗ nào nó có cái đồ nào đặc biệt thì mình mua. Cái này nè, dễ thương, mình cũng có 1 euro thôi, cũng là trong tầm ngắm của Linh. Cái này cũng dễ thương đó nè. Nhưng mà sao Linh thích những cái đồ như vậy hơn nè, nhìn nó đơn giản mà nó rất là gần gũi với mình. Thank you.
mọi người tụ tập bên đây đông quá, không biết họ bán cái gì. Cái này thì mình không biết nha, mình tò mò mình vào mình quay cho các bạn xem. Hình như là cái này để mình để đèn cầy hay gì ở trong đó cho nó sáng. Đúng rồi, mình để đèn cầy thì mình có thể chắc là nhờ họ tên là vào á. Ở bên này thì có bán nhiều loại xúc xích lắm. Họ đang cho thử, nhưng mà mình quay phim thì mình không có sẵn sàng vào. Kỳ, có nhiều loại xúc xích thật luôn các nhà. Đây thì là bán những cái đế nến và hương liệu. Cái nến của họ là gì nè, thấy cũng lạ đó nhà hả. Đây là bán những mặt hàng thuộc da. Ở chỗ này thì bán găng tay và nón. Cũng đẹp á. Cô ta đang cuốn đứt. Và có cái gì bạn nói là bên này họ bán nấm, cái món nấm gì đó đặc biệt lắm, nhưng mà Linh chưa có uống. Ủa sorry, Linh chưa có ăn thử. Ở đây họ bán cái bánh ngọt thôi. Trong đây thì họ có bán rượu ấm. Mọi người xem cái clip mà Linh đi ở Dickens Deventer đó thì thấy Linh uống rượu nấm rồi. Linh rất là thích cái món đó và Linh chắc chắn sẽ uống ở bên này nữa. Ở đây thì họ bán bia đặc biệt của Đức nè cả nhà. Không biết phải ghi không nha, mình nói vậy á. Mất công các bạn ở bên Đức coi cười mình chết luôn á. Nên là rất là bắt đầu mất cái loại sinh vật. Còn mấy cái là chocola đủ loại nè. Họ bên đó cũng bán chocola nữa. Một hộp như vậy mình mua về mình tặng quà cũng hay. Đây chắc là một trong số những cái món quà mà Linh sẽ mua về cho con bé cưng của Linh. Tại vì á, ở bên Hà Lan thì những cái món đó thường là của Trung Quốc cả nhà, nhiều. Còn bên Đức á thì mặt hàng của Đức cũng hàng rẻ. Trời ơi, bên đây có bán hạt rẻ nè cả nhà ơi. Wow, có bán hạt rẻ, mình quay kỳ quá. Tại sao có hạt rẻ thôi? Ôi, chỉ có hạt rẻ. Hôm nay bán cái gì mình không biết. À, có bán nấm kìa. Hôm nay Linh có đem nhiều tiền rồi cả nhà, cho nên Linh sẽ ăn vào sẽ mua đồ thoải mái.
đồ lưu niệm thế này cả nhà. Thấy không? Cái chỗ nào mà không có người nhiều á mình mới lén lén mình quay. Mà nó có nước rượu, nước gì đâu, tên chưa biết nữa. Cái nước gì mà đựng cái kiểu là cho con gấu á. À, chắc rượu á, rượu mà. Để họ uống rượu cái kìa. À. Bây giờ Linh đi một vòng xong Linh sẽ lại Linh mua hạt dẻ, thèm quá thèm hạt dẻ rồi. Ở bên mình nó Tết thì có Tết Trung Thu, có lồng đèn ngôi sao ha. Nhưng mà ở đây thì Noel có mấy cái ngôi sao như vậy này cả nhà, treo lên ở cái cửa sổ. Mọi người thấy nến ở bên đây rất là đặc biệt. Cái này là 26 euro nè. Họ ở một cái nước nào Linh quên mất rồi, Linh có đi đến đó và Linh cũng có mua hai cái nến nữa. Họ làm bằng tay á cái nhà. Họ làm cho mọi người coi luôn á. Nhiều mẫu lắm. Rồi thấy nè. Hay cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Bây giờ là Linh kết thúc clip của mình tại đây, tại vì đi một ngày thì cũng mệt rồi. Cảm ơn các nhà đã theo dõi clip của Linh và mong mọi người hãy like, subscribe và share cho Linh nhé, để Linh có nhiều khán giả hơn nữa và Linh có nhiều động lực để quay nhiều clip cho mọi người nữa nhé. Bye bye.